Với những pha bắt bóng đỉnh cao và chuẩn xác, thủ môn Bùi Tấn Trường đang ghi điểm cực cao trong người hâm mộ Việt tại trận đấu với Malaysia đêm ngày 11 tháng 6. Giữa chiến thắng rực rỡ, mới đây, Netiren đang khui lại hình ảnh gây sốc một thời của thủ môn Bùi Tấn Trường. Còn nhớ 12 năm trước, khi U23 Việt Nam bước đến chung kết SEA Games 2009 nhưng lại để thua Malaysia. Tấn Trường đã trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ và giới truyền thông sau sai lầm khiến U23 Việt Nam mất huy chương vàng. Đặc biệt, hình ảnh huấn luyện viên Calisto bóp cổ Tấn Trường đến nay vẫn khiến người xem phải dùng mình. Khán giả từng dùng mình với hình ảnh huấn luyện viên Calisto bóp cổ Tấn Trường trong trận đấu Việt Nam Malaysia tại Chung kết SEA Games 2009. Tuy nhiên, ngay sau đó, thủ môn Bùi Tấn Trường đã lên tiếng giải thích về hình ảnh này bức ảnh đó là một bức ảnh gây hiểu nhầm rất lớn. Khi ấy sau khi thua trận, tôi đã muốn đi thẳng vào phòng thay đồ, nhưng ông Calisto giữ lại và ghi tôi xuống rồi nói, nếu mày là thằng đàn ông thì mày phải ở lại. Sau đó, thầy Calisto còn ôm tôi và khi ấy tôi đã khóc. Trong trận đấu đó tôi bị chấn thương. Các bác sĩ đã hỏi và tiêm vào chỗ bị thương để tôi thi đấu tiếp. Ông Calisto biết tôi bị đau và quyết định không thay tôi ra chứ không phải là tôi cố tình không muốn ra. Nhìn vào bức ảnh đấy, nhiều người đã có những hiểu lầm rằng huấn luyện viên Calisto bóp cổ tấn trường vì làm thua trong tình huống ấy, nhưng sự thật thì không phải vậy. Hình ảnh thủ môn bùi tấn trường năm ấy. Tưởng như sắp giải nghệ vào năm 2019, nhưng đến năm 2020, bùi tấn trường chính thức cập bến Hà Nội Fan Club và lấy lại phong độ như xưa. Quả thật, sự nghiệp của thủ môn tấn trường tưởng như đã dừng lại ở năm 2019, nhưng thật tuyệt vời làm sao khi anh đã trở lại vào năm 2020 cùng Hà Nội Fan Club và lấy lại được phong độ như xưa. Hiện tại, sau 12 năm chinh chiến, nhờ sự nỗ lực và bền bỉ của mình, tấn trường đã tự giải oan được cho bản thân và đang là người anh cả vững trải trong thủ thành của đội tuyển Việt Nam. Và với màn thể hiện xuất sắc trong trận đấu với Malaysia, người hâm mộ càng được củng cố thêm niềm tin vào tấn trường. Hình ảnh năm xưa dù bị đào lại, nhưng giờ đây ai cũng đã hiểu sự thật đó. Tràng đó là những tâm sự của một người đàn ông dám đối diện với sự thật, dám nhìn lại để trưởng thành. 12 năm, đủ để câu chuyện về tràng thủ môn năm nào cần được khép lại để mở ra một trang mới tươi đẹp hơn. Đã đến lúc để quá khứ ngủ yên và hãy đặt niềm tin vào thủ môn tấn trường cùng đội tuyển Việt Nam hiện tại. Trong trận đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022, thủ môn Bùi Tấn Trường đã trở thành điểm sáng, nhận được sự tự hào, ngưỡng mộ của cổ động viên Việt Nam. Ảnh, siêu tầm